Better. What did you do? Do it perfectly. Whoa! Hey, Jamie? What? I can't do a flip. Ba cũng không có thể làm được luôn á. Ai dạy con hả? À? Con tự dạy á hả? She said you taught her. Closer. quên rồi. Ờ, chưa đúng. That's what I taught her. So jump in. Dữ không, bữa nay nó lộn cù mèo luôn. Có ai đâu chỉ nó, Ngọc có biết lộn đâu, rồi ba nó cũng có biết lộn đâu mà. Hỏi ai chỉ nó, nói ba nó chỉ nó. She was coming at me, she saw me, I was going this way. She's like, yeah, no, I'm too tired. Oh yeah, come swim to me at this end. Rồi con bơi qua ba đi. Come swim to me at this end. Bơi qua ba. Ok, don't move. Bơi ba, lại lên. Kick. Cái tay sao? You're having trouble, huh? Quá dữ. Hay lắm bù hơi đó, cái đó người ta gọi là hay lắm bù hơi đó. Ở trên ghế nè con, ở trên cái ghế nè. Trên cái ghế nè. Cái gì vậy cháy? Rồi lên ghế lấy nè. Con làm gì con lặn hoài vậy? Cái ghế nè, ghế nè. Trời đất ơi, nó cố tình tuyệt đời nó không? Cố tình đó. Go get your goggles. Wow. Dữ. Go get your goggles. Wow, dữ ghê. Don't be lazy to kick. Hay lắm bồ ơi. Bố. Hay lắm bồ. Đưa cho ba đeo vô. Rồi, chụp lại ba. Rồi, chạy bơi lại lấy. Rồi. Không, nó cần đeo kiếng là nó chạy là nó lấy đeo kiếng à cô chú. Mà còn nó không có cần là năn nỉ nó cũng không đeo. Nên là cô chú đừng có lo hỏi ủa sao chay bơi mà không đeo kiếng cho chay đồ này kia. Những lúc nó không đeo là do nó không muốn. Tại mình cũng ngộ lắm. Con chay đó, nó không muốn rồi thì mình đừng ép nó. Ép là không được. One in the middle, so they'll stay on. Đó, dữ chưa? Nhảy ào cái ầm luôn, từng đó nó bơi lần kia kìa. Trời đất ơi. Baby, where's the vacuum? Underneath her. I don't see it. It's underneath her. Ooh, đó, coi dữ chưa cô chú? Dữ chưa? Wow. Hay lắm bồ ơi. Hay lắm bồ. Quá dữ luôn bồ. Yeah, you are good. Còn tắm thêm vài ba bữa nữa về lại Michigan nè cô chú ơi. Về Michigan thì mình tắm hồ. Hồ là hồ sông chứ không phải là hồ bơi nữa rồi. Chỗ nào cũng có một cái, Michigan có hồ bơi. Ở lộn, Michigan có hồ nước. Ở đây là có hồ bơi. You look like you're getting tired, huh? No, she's not. When she starts going up every second, that's why. Okay. Một cái điều mà con chay nó rất là hay á, là phải nói là khen á, là nếu như mà Ngọc với ba nó không bơi là nó sẽ không bao giờ bơi. Rest. Nó không có vui là nó không có bơi, mà phải có người dưới đây là trời đất ơi. There she goes. Wow, đó, có người dưới đây là nó bơi liền, nó mới lộn mèo đó cô chú. Không có, nếu mà bây giờ Ngọc ngồi đây, Ngọc nói để Ngọc nhìn nó bơi nó cũng không muốn bơi nữa.
bơi chút xíu là đi lên nè, nó nói đó. Mà nếu mà không Ngọc không có xuống nước, có chỉ có một mình ở dưới nước Ngọc ngồi đây Ngọc nhìn thôi, nó cũng không cho, không chịu. Nó nói mẹ phải bơi với con. Mà mình có lý do gì mà mình không muốn bơi với nó là nó đứng ở ngay cái thành này không nè. Nó không chịu bơi. Come on baby, you guys. I gotta record JD a little bit. I want JD to want to see JD flip more. One thing about JD, if we're not swimming with her, she doesn't like to swim. Well, because she, anything she does, except drawing, she can do by herself, but everything she wants somebody with. Mm-hmm. Bởi vậy là Ngọc mà không có hồ bơi là kêu nó bén mảng là hồ bơi là nó không rồi đó. Phải có người bơi nó vui, nó mới bơi chung, với lại nó không có sợ. Có người ở dưới sông chung với nó không sợ. Ớn ngàn đó lắm. Không có người là nó sợ, nó không dám bơi nhiều. Ngọc kêu hả, con đi bơi lại làm chi đi. Không, con không bơi, mẹ phải xuống đây con bơi bơi. Chứ không, còn không là đứng ngay chỗ này nè, đó cứ dịnh đây hoài vậy đó. She's spinning like yeah. She learned in class. Nó tự động nó dạy nó bơi luôn đó, giờ là tự động rồi. Rồi mẹ thấy rồi con. I saw the spin move. Trời ơi, thấy ghê chưa? Bây giờ là tự động trổ tài. Ui chà, spin luôn kìa. Xoay luôn, xoay dưới nước luôn. Quá dữ dội, trời đó, tự động làm đó. Tự động hợp xuống sâu đó. Bây giờ phải học người dạy, bây giờ phải cố gắng làm sao mà để bơi ngửa được mới tốt, mới hay. Mà tại vì bơi ngửa nó cũng khó đó với chay, tại vì mắt nó đó, nó không có thích ánh sáng đó, mà nó ngửa cái mặt nó lên thì nó cũng hơi bị chói nắng, nó không thích. Chạy đi, lay back. Trời ơi, spin kìa. Đúng chưa? Trời, cố tình đó. Cố tình lặn xuống đó, đúng chưa? Yeah. She is. Rồi, con đứng lên con lộn xuống cho mẹ coi thử cái nữa coi. Trời ơi, mà từ cái ngày mà nó bơi với hồ bơi này, cô chú trụ hai cái chân nó mạnh ha. Ngày xưa lúc mà còn ở Michigan nó đạp Ngọc đâu có ấy đâu, rồi giờ hai cái chân của nó đạp mạnh lắm. Đây chị, do the flip. Gần vô, đứng gần vô. Hay ghê. Hay ghê. You did it right this time. Uh-huh. You are the best swimmer. Thật ghê chưa? Những bơi đó mấy đó dục xong rồi lấy tử nó kiếm trò chơi cho nó luôn chứ ai đâu kiếm. Phải có mình ở trong hồ nó mới tự tin bơi, không là không tự tin. Người con gái phải nhờ vào người khác. Nó có sự tự tin. Nè, mày muốn mày dục mấy cái vòng không? Muốn mày dục mấy cái vòng không? Baby, it's a swim pen. Yeah, you bought me a swim pen. Really? Doesn't look like it. It's look heavy. It's real light. Really? Yeah. It doesn't have the underlining, but it's made of the swim fabric. Mày có muốn mày dọc cái vòng không? You want me to throw the ring? Yes. Okay. Ba đi đốt lửa. Ba đi đốt lửa. Lửa. Nè, vòng vòng nha. Ha. Đứng lên. 1, 2, 3, go! Dễ, cái đó dễ, easy. Cái đó là quá easy rồi. A little bit closely, mom. Ok, rồi, để mày dục nha. Mommy, cháu đi. Oh, wow, hay ghê. Cái đó còn phải gọi là... Ủa, cái đó không phải hay ghê vậy chứ, cái đó là gì? Mommy, I want to like that over there. À, đừng có thải xa quá phải không? Giờ thải, thải gần đó phải không? Ok. Kêu thải, trời ơi, tự nhiên cái bơi từ đây qua bên kia là được đó. bơi mà tôi nhìn tự tự hào luôn á. Rồi, 1, 2, ơi. Giờ nó bơi với ba đó. Trời ơi, cái làm đi nha. Hai cá dâu vậy. Cá dâu với lại cá mập. Nè đây nè. Ơi. Chay. Có đem bắt kiến vô đây.
Ra mắt kiến vô đi. Yeah. I remember. Rồi đây nè, đứng đây mày thả xuống nha. Nè, yellow ring. Daddy, can you put the goggle on? Trời ơi, trời ơi, trời. Làm cái gì á? What are you doing? Không hiểu luôn á. You could hurt me by doing that if I'm not ready for you. You gotta be careful. Con phải cẩn thận chứ chơi, đâu phải con muốn con nhảy là con nhảy đâu chơi. Yeah, I know you were jumping, but you gotta be careful, JD. Because if I'm not ready, you could. Rồi, đây, quay, quay, chờ mẹ nè, thấy nè. Con này kỳ ghê á. Kỳ ghê. Kỳ ghê thiệt. Rồi, thôi, bây giờ tới giờ mẹ sẽ xỉa xuống tắm nha. Máy chơi. Ok. Bởi vậy cô chú anh chị nào mà mướn nhà của Ngọc á, là cái hồ này lúc nào 24/24 đều ấm. Không phải cái ấm mà giống như là ấm nóng. Giờ hiện tại là 7 giờ tối á. Vô. 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 I'm like, hey, what's up? Hello. Rồi, xuống đây. Rồi, xuống đây. Rồi, close it. Giỏi. Ngước mặt lên, ngước mặt lên. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ biết ngước mặt lên để bơi nè. Ngước lên hai chút. Đồ đúng không? Ờ, trời, bây giờ con lớn rồi, đúng rồi. Con phải giỏi hơn ngày thường chứ. Giỏi gì? Giỏi Buddha. Gì Buddha? Rồi, bây giờ đứng lên nha. Go Daddy. Yeah, we were balancing yesterday. Big splash. Now, đi cho nè. Wait. Chưa nha, đếm. 1, 2, 3 4 4, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đi. Giỏi. Giỏi ghê không? It's a little chilly on outside the pool. Yeah, nếu như mà ngồi á, ở trên hồ bơi á, gió thổi sẽ lạnh nhưng mà ở dưới hồ bơi ấm cực kỳ luôn. I'm gonna go under the water. The water is nice and warm. Yeah. Nhưng mà nếu cái nước này mà 18 giờ buổi trưa mà trưa nắng là cái nước này nó cực kỳ nóng, rất là khó chịu. Nhưng mà hả, lúc đó thì mình phải biết là khi mà mình muốn chỉnh cái nhiệt độ của nó như thế nào là tùy theo mình muốn tắm buổi nào. Nhưng mà sofa là thấy tắm buổi này là thích nhất nè. Không có nắng nè, ở dưới đây ấm nữa. I can't believe that like it was 91 degrees today and now it's like feels cold. Hồ bơi á, cái lưng nó thẳng nha, cái chân nó cứ ẹo cà ẹo cà ẹo đi ra, nó đi như người mẫu vậy đó. Cái này lớn là điệu lắm nè, tôi không có điệu mà điệu dữ trời. Rồi ok rồi. Don't jump on her head. You wanna flip on my head? Rồi đây này. No, she said she wants to jump on your head. You can't jump on mommy's head. Like this? Okay. Flip on my head. Like, flip. Okay, now you're gonna flip, okay? Flip! Yeah! Hold it! I know you!
What do you see? Lip. I see that you are. Baby, I see you got the clocks mounted, and you got the batteries in the clocks. Huh? You got? Is the clocks work? No. Giỏi quá. You did a very good flip. I like the edge of this pool. It's not sharp. Like, yeah, like in the, I love this pool. Like the house in Austin or Houston, whichever one had the pool. Yeah, I don't the know. The edge of it was real sharp and stony. This one's nice and smooth. Ngọc thật sự là Ngọc rất là cầu kỳ, cũng nhiều cái hồ bơi đó, mà cái hồ bơi này á, cái sự thiết kế như mấy cái là Ngọc thích nhất luôn á. Ôi trời ơi, ok, go! It's not a race, mommy. Huh? It's not a race, mommy. Oh, this is not a race. Oh, mommy, JD doesn't. She's holding on to you. Are you okay, JD? No, that's so mean. Okay, what are you doing, JD? One, two. No, this is not a race. It's not a race. Go get him. Go get him. Ooh, có chim kìa. Rồi, vô không? Một, hai. She pulled on my shirt. Okay, bây giờ lấm vô xuống lấm cái màu xanh đi. Xuống lấm cái màu xanh nè. Go get it. That's too far. Rồi đó. No, that's too far. Thôi, giờ đứng chơi này nữa nha. Rồi, ngồi lên đứng chơi này đó. Đó. Bạn bố này ghê luôn. Bây giờ bơi đu với mẹ không? Challenge? No. No challenge. Go. Còng còng đi chợ trời mưa. No, this way. Đi đâu? This way. Faster, faster. Ok. Còng còng đi chợ trời mưa. Bé chạy bé chạy. Vô quá. Đâu 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 đã đi. She hold my hand. She said, I'm riding a horse. Are you kidding me? Nó đấm cái tóc của Ngọc, nó nói là con đang cưỡi ngựa, có được rồi. That's not nice to say, Joy. JD, that's not nice. That's not nice. You can't call mommy a horse. Rồi nhảy xuống mẹ nha. Được đời đó không? Rồi nhảy xuống. Yeah! Riding on horsey. Cưỡi ngựa. Cởi ngựa. Cởi ngựa. Cởi ngựa. Video. What?